Trong khoảng vài năm gần đây, nhiều ngòi bút trẻ có khuynh hướng mới về văn chương ở trong nước, thường tìm cách gửi các tác phẩm của mình sang đăng trên tạp chí hợp lưu tại Hoa Kỳ. Thời kỳ Trần Vũ làm chủ bút, Đỗ Hoàng Diệu đã xác định vị trí của mình qua 6 truyện ngắn. Trong khoảng một năm nay, Đặng Hiền làm chủ bút đã khám phá ra hai tài năng mới, Đình Đình và Phạm Ngọc Lương. Cả hai cùng học khóa 7 trường viết văn Nguyễn Du Hà Nội. Đình Đình hiện làm báo tại Hà Nội với tên thật là Từ Nữ Triệu Vương. Xuất hiện lần đầu trên tạp chí hợp lưu số 84 tháng 8 2005 với truyện ngắn Rỗng được chú ý ngay. Rồi liên tiếp hợp lưu số 87 tháng 2 năm 2006 đăng truyện ngắn Em Lỡ Cỡ và hợp lưu số 88 tháng 4 năm 2006 đăng truyện Em Sinh Không. Ba truyện này xác định bản chất của ngòi bút Đình Đình qua nhân vật chính xưng em. Nếu ta đặt lại tên truyện ngắn đầu tiên Rỗng là Em Rỗng, thì như thế sẽ có ngay bộ ba Em Rỗng, Em Lỡ Cỡ, Em Sinh Không. Cả ba truyện cùng lấy tự trào làm nguyên tố sáng tác. Tự trào nói lên số phận chua cay đầy nước mắt của người con gái xưng em. Em tự tả, em tự cười mình, em sống thường trực với ám ảnh trống rỗng, lỡ cỡ và trơ khớp. Ba trạng thái rỗng, trơ và lỡ mở cửa ra cả một thế giới trống rỗng, lỡ cỡ, trơ cháo xung quanh nàng. Và đó là môi trường sống của em và cũng là môi trường sống của giới trẻ. Em kể rằng em mắt to ẩm ướt, môi gợi mở, mũi tẹt da vàng, yêu những cơn mưa nhiệt đới, những cơn bão to đổ gãy cây đường phố, những cơn mưa kỳ lạ như mưa đá hôm nay. Em tung những ngón tay ra mưa, khuôn mặt dập bầm, nếp nghĩ sồng sập lên vẻ phấn khích, mái tóc bị trận mưa đá đập tan đường lối làm bết lên cổ lên ngực, nhợt nhợt màu môi màu vú thâm thâm tím tái. Em sổ tung váy ngủ xuống chân, uốn éo theo điệu nhảy cô nàng Madonna. Em sốt, sau trận sốt dần dật, kéo dai dẳng cả tuần lễ, khi tỉnh lại, em sơ sát như chiếc lá ép. Em dựa đầu vào góc tường, nhìn đám tranh công nghệ hàng chợ, không cảm xúc, nghe vài đĩa Tuấn Ngọc trôi tuột từ tay này sang tay khác. Em long dong cái sắc rắn của mình ra đường, em thèm vào nét, thèm mở email. Qua những đoạn văn ngắn trên đây, tất cả một thế giới trẻ vừa mở ra trước mắt chúng ta, thế giới hiện thực với những đớn đau khác lạ, khác hẳn thế giới của những người già, người lớn. Đây là tâm sự một cô gái thất tình, cũng chuyện gió mưa, nhưng viết theo một giọng văn mới, đập theo nhịp Madonna, theo hơi Tuấn Ngọc, theo dạng Internet, khiến cho người đọc truyền thống không tìm thấy nét gì quen thuộc. Ngòi bút đã quét sạch lãng mạn các cụ tường phố, cũng không còn hiện đại của các bác nguyên xa, cũng không chân cháo giáo hoành nước mắt như các cô nhã ca Túy Hồng thời trước. Vậy mà vẫn nguyên vẹn là tình yêu, là gió mưa, là những dằn vặt đớn đau muôn thuở của tuổi trẻ. Nhưng thời đại đã khác, nhịp tim đã khác, cách nhìn đã khác, cách lập ngôn đã khác. Đầu tiên là nhịp văn của Đình Đình chạy nhanh, chạy theo nhịp hình ảnh. Những hình ảnh đi từ thân xác, mắt to, môi ướt, mũi tẹt. Rồi bắt qua thời tiết, mưa nhiệt đới, bão to, mưa đá, rồi quay trở lại thân thể, tạo thành nhịp đôi bắc cầu, một thứ cầu vòng giữa thân thể và thiên nhiên, thành một nhịp bão tố. Chúng ta thử đọc lại những hình ảnh ấy. Em tung những ngón tay ra, khuôn mặt dập bầm, mái tóc bị trận mưa đá đập tan đường lối, nhờn nhợt màu môi, màu vú thâm thâm tím tái. Như thế là Đình Đình vừa tạo ra một tình thế mây mưa mới, theo nhịp cầu vồng giữa thân xác và gió mưa, tạm gọi đó là hiện thực cầu vồng. Tức là nhà văn bắc cầu giữa hai thực thể, thiên nhiên và thân xác, rồi cho nó vồng lên như vòng nguyệt quế nghệ thuật. Sự nối thân xác và gió mưa trong nhịp cầu vồng như vậy
tạo ra những hình ảnh tan tác, đớn đau rất lạ, như là khuôn mặt rực bầm, mái tóc bị đập tan tác, bết lên cổ, lên ngực, thâm thâm tím tái. Những hình ảnh ấy vừa mô tả một thân xác bị gió mưa hành hạ, vừa cho chúng ta thấy rằng tất cả những khổ đau thể xác ấy đến từ trời đất, đến từ dông bão, nhưng lại mang nặng dấu vết trần ai, dằn vặt con người. Rồi liền đó là sự khao khát dục tình. Vẫn theo ngôn ngữ của tuổi trẻ hôm nay, Đình Đình viết, em sổ tung chiếc váy ngủ xuống chân, uốn éo theo điệu nhảy cô nàng Madonna, vẫn vũ điệu giữa em và mưa, em đưa cao cánh tay làm điệu bộ truy hoan với trời. Câu văn quá đẹp, Đình Đình vừa tung ra một hoạt hình vô cùng hấp dẫn, vũ điệu hòa cùng âm nhạc. Hình ảnh người con gái uốn éo theo điệu Madonna, nàng đang truy hoan với trời. Chữ truy hoan vô cùng hấp dẫn, và chữ trời cho nàng sức gợi cảm bao la, gần như thần thánh. Sau đỉnh cao dục tình là tới hồi ốm tương tư. Thứ ốm cũng rất mới, như sau. Em sốt, sau trận sốt dần dật kéo dai dẳng cả tuần lễ, khi tỉnh lại, em sơ sát như chiếc lá ép. Em lau dong cái sắc rắn của mình ra đường, em thèm vào nét, thèm mở email, thèm viết thư cho anh. Đó là tình yêu, mà cũng là tình tuyệt vọng. Nhưng đã thôi ác về, đã thôi khái hưng, để hiện dần dưới dạng internet, với email và nét. Tuổi trẻ hôm nay sống với những nỗi buồn được tu bằng những chai nếp mới hàng nhái, những chai vodka Việt Nam đạt tiêu chuẩn ISO quốc tế bảo đảm không nhái, và những giọt nước mắt được lau bằng một cuộn giấy vệ sinh An An. Các thứ ấy là một sự tự chào, một sự cười mình từ trong tâm thức, làm cho tất cả những đớn đau tuyệt vọng biến thành trò cười, làm cho những hàng nhái, hàng bảo đảm không nhái biến thành nước mắt, làm cho cả một xã hội phải tự cười, phải nhìn lại những nhố nhăng, những thói dởm, những chất vá, những lai căng, những bắt chước, những lỡ cỡ của chính mình. Có thể nói, chuyện rỗng đi từ cá nhân người con gái để mở rộng cái nhìn ra ngoài xã hội trong chuyện em lỡ cỡ. Chuyện em lỡ cỡ được cắt thành 6 mảnh, mỗi mảnh phù hợp với một ngày trong cuộc đời của người con gái, và nàng đặt tên chúng là ngày mộng mị, ngày tròn mắt ve, ngày hong tình, ngày không trôi, ngày ảm và ngày vỡ. 6 ngày cũng có thể hiểu là 6 chặng đường của một đời người hay 6 giai đoạn của một xã hội. Ngày mộng mị thuộc về tuổi thơ và tuổi vị thành niên, còn ảo tưởng, còn mơ mộng, còn tin vào lý tưởng, vào nghĩa vụ, nhưng đã nhìn thấy dần dần sự thật tàn nhẫn trong đời sống. Ngày tròn mắt ve là tuổi 20, tuổi bước vào tình yêu, khám phá sự thật phũ phàng về tình yêu. Ngày hong tình từng trải hơn, ngày không trôi là tuổi đã thấm những nhọc nhằn, và ngày ẩm nung đúc những nỗi chán trường. Rồi ngày vỡ là sự tàn tạ đầy cay đắng. 6 mảnh đời như 6 khúc nhạc trồi lên trong cuộc chơi đầy thử thách. Một đời người trong 6 khúc nhạc, một tuyệt vọng trong 6 khát vọng, một thức tỉnh trong 6 đớn đau. Từ lúc 5 tuổi, đứa bé gái đã bắt đầu ghi nhận ngày giỗ dòng họ em tròn 5 tuổi. Em đứng chỉ cao bằng tủ buffet, tay chống nạnh ngó nhìn lên bàn thờ nghi ngút hương khói lầm bầm. Chết! Mẹ váy đục váy xòe, díu dít dưới bếp với mấy bà cô, băm băm chặt chặt, hớt hơ hớt hải. Sợ bố đưa khách khứa về, vẫn chưa có đồ ăn. Em muốn nhón chân trèo lên, ngồi cả trên đám nhang khói kia, ngoạm cho bằng sạch tất cả những thứ sắp xếp trên đó. Em đói. Năm 15 tuổi, em ý thức đến cộng đồng qua những chương trình kỷ niệm lễ lạt, những chương trình lá này đùm lá kia. Em phác thảo kế hoạch hiến thân xác một cách không vụ lợi. Em phục vụ các quý ông khuyết tật, thương binh, bệnh binh, tàn phế. Em tự hào, hân hoan, vui sướng vì góp phần sức lực xây dựng xã hội tốt lành, vững mạnh hơn, văn minh hơn. Em chẳng nhớ đã trải qua bao nhiêu gã tay cụt chân què. Em chỉ thấy rằng cái lỗ nẻ ẩm ướt bây giờ doãn ra như miệng hố bom, chai lì lại như hàng ngàn nỗi đau
sau bao nhiêu năm vùi lấp. Trong ba trích đoạn mà chúng tôi vừa đọc trên đây, hiện thực cầu vồng có tác dụng trồi những khúc đau khốc liệt. Màn đầu tiên, nó bắt cầu giữa những cái linh thiêng như bàn thờ, bài vị, cúng dỗ ma chay với đứa bé 5 tuổi. Nó đói, nó thèm, nó muốn trèo lên bàn thờ, ngoạm cho bằng sạch những thứ để trên đó. Đứa nhỏ 5 tuổi đã sáng suốt hơn thế hệ tín điều tụng niệm, và nó đã muốn nổi loạn, đạp đổ bàn thờ từ thời nó mới 5 tuổi, vì nó đói. Màn thứ nhì bắt cầu giữa các chương trình lá lành, lá rách, lễ lạc, tụng niệm, liệt sĩ, xả thân, cống hiến, xây dựng xã hội. Ở tuổi vị thành niên, nó quyết định áp dụng những bài học thuộc lòng đó với đầu óc của đứa bé 15. Nó nhắm mắt phục vụ các ông khuyết tật, thương binh, bệnh binh, tàn phế, và nó tự hào, hân hoan, vui sướng vì góp phần sức lực xây dựng xã hội tốt lành, vững mạnh hơn, văn minh hơn. Hệ quả tất yếu đã phải đến, xảy ra trong khúc 3. Nó kể, em chẳng nhớ đã trải qua bao nhiêu gã, tay cụt chân què. Em chỉ thấy rằng cái lỗ nẻ ẩm ướt bây giờ, doãng ra như miệng hố bom, chai lì lại như hàng ngàn nỗi đau sau bao nhiêu năm vùi lấp. Chuyện em lỡ cỡ là một chuỗi hiện thực cầu vồng như thế liên tiếp nhau trên chặng đường của người con gái tự gọi mình là em. Nhưng hiện thực của em cũng là những chặng đường hiện thực của xã hội em đang sống. Qua em mà xã hội có thể soi mình. Một xã hội dừng lại ở tuổi 15, sống bằng những tín điều, tin vào các thứ lễ lạt cúng bái, như đứa bé 15 tuổi vào phục vụ tay cụt chân què. Và cái ác nghiệt mà cái oan khiên của tuổi trẻ hôm nay sổ ra ở những dòng kinh khủng như thế. Em cũng chính là cái xã hội mà em đang sống. Cô bé 15 đã nhìn thấy xã hội của mình cứ mãi mãi lỡ cỡ ở tuổi dậy thì. Nhưng nó cứ bị lớn, lớn một mình, và chỉ mình nó nhìn thấy những nguy hiểm của ngày mai. Ở tuổi 20, nó đã nhìn tình nhân như những kẻ lăn xả, ngồm ngoàm như lợn đực, rồi ngốn, rồi nghiến, rồi lăn vật ra ngủ. Và nó bảo, với em, Hà Nội chẳng khác nào cô gái điếm nửa mùa, khoác lên thân thể những thứ hàng chợ nhái rẻ tiền. Người con gái ấy từ quá khứ đã nhìn thấy tương lai kết thúc bằng ngày ảm đạm là ngày thứ 6. Và từ ngày thứ 6 ấy, cô gái quay nhìn lại chặng đường đã qua. Nhưng đã quá muộn, người con gái đã nằm sâu dưới đáy của vũ phu, của tàn ác, của tham nhũng. Xã hội lỡ cỡ, nửa mùa, cái gì cũng dừng lại ở chỗ đang phát triển. Nghệ thuật của ta cũng đang phát triển, lỡ cỡ thế chứ. Múa đương đại lỡ cỡ này, nhạc đương đại lỡ cỡ này, cái gì cũng đương đại lỡ cỡ, thì văn học của em sao lại không dám đương đại lỡ cỡ. Như thế, cả đến nghệ thuật văn học của cô bé hay là của nàng cũng đang lỡ cỡ. Người con gái muốn nổi loạn, nàng muốn đi hết con đường. Hỏi đường nào, nàng không biết, nàng cũng như xã hội của nàng, bảo tiến lên, nhưng hỏi tiến lên đâu thì không biết.